Để thay đổi giờ ở trên điện thoại Android thì các bạn đã biết rồi, nhưng mà thay đổi giờ ở trên điện thoại iPhone có thể là nhiều bạn chưa biết. Thì trong cái video ngày hôm nay, mình sẽ hướng dẫn cho các bạn nhanh các bước để các bạn có thể thay đổi giờ ở trên điện thoại iPhone một cách đơn giản và dễ hiểu nhất nhé. Rồi, thì để thay đổi giờ ở trên điện thoại iPhone thì các bạn hãy làm cho mình các bước như sau nhé. Đầu tiên các bạn hãy vào cho mình cái mục là cài đặt của máy. Rồi, trong mục cài đặt của máy này, các bạn hãy chọn cho mình là cái mục cài đặt chung nhé. Đó, trước tiên bật cài đặt chung xong, các bạn hãy kéo xuống cho mình cái phần là quyền riêng tư bảo mật. Các bạn nếu bạn nào mà chưa bật cái dịch vụ định vị, các bạn bật lên cho mình nhé, để nó cập nhật cái giờ để cho nó chuẩn hơn. Rồi các bạn vào lại cài đặt chung này. Sau đó thì các bạn hãy kéo xuống cho mình cái mục là ngày và giờ. Ok chưa? Thì bình thường có 3 cái phần như sau. Đầu tiên là thời gian giờ 24 giờ. Tức là cái phần này thì chắc các bạn hiểu rồi. Đó là không nó là cái phần 12 và 24, tức là khi mà các bạn chọn 24 giờ thì nó sẽ chuyển thành 12 giờ chứ không phải là 13 14 giờ thay vì chiều ấy, đó. Và cái phần đặt giờ tự động này thì khi mà các bạn bật cái đặt giờ tự động này thì nó sẽ mặc định cái múi giờ là Hà Nội nhé. Đấy, các bạn chọn vào. Đấy, các bạn bật vào thì nó sẽ là mặc định giờ đúng giờ của bạn. Còn nếu mà các bạn muốn thay đổi giờ ấy, thì các bạn hãy tắt cái phần đặt giờ tự động này đi. Rồi, sau đó thì các bạn sẽ chọn cho mình vào cái phần là múi giờ ở đây. Đấy, các bạn có thể chọn vào múi giờ tùy chỉnh nhé. Múi giờ tùy chọn của các cái khung giờ khác. Đây này. Hoặc là các bạn có thể chọn vào cách thứ hai, các bạn có thể chọn vào cái phần ngày tháng ở phía dưới này. Các bạn chọn vào. Đấy. Ví dụ hôm nay là ngày 20, đấy, 20 tháng 11, thì các bạn không muốn, các bạn muốn thay đổi sang một cái ngày khác chẳng hạn, 21 chẳng hạn. Đấy. Và giờ nhé, các bạn sẽ chọn vào trong mình cái phần là thời gian ở đây. Đấy. Phía dưới này này có cái phần thời gian, có cái phần chỉnh giờ. Đấy. Bây giờ là 14:58. Ví dụ như mình sẽ chọn lên khoảng độ 15 giờ nhé. Đấy, 15 giờ. Đấy, thì các bạn nhìn trên cái phần góc này nó đang là 15 giờ nhé. Đấy, thì nó sẽ chuyển ngay sang 15 giờ. 16 giờ chẳng hạn. Đấy, bên trên nó cũng sẽ là 16 giờ ở trên góc bên tay trái trên cùng ấy. Đấy, ví dụ mình chọn 15 giờ nhé. Đấy, trong khi bây giờ cái thời gian chỉ là khoảng chưa đến 15 giờ thôi. Đấy, đây, để mình lấy. Đấy, 14:58 nhé, nó chưa đến 15 giờ. Hoặc là các bạn cho chỉnh khoảng 15 giờ 10 đi. 15 giờ 10 đi. Ok chưa? 15 giờ 10. Đó. Thì các bạn sau khi các bạn chọn xong, các bạn nhấn vào một khoảng trống bất kỳ. Đấy. Sau đó thì các bạn quay lại. Quay lại nhá. Đấy. Rồi, quay lại. Và bây giờ, thời gian trên cái đồng hồ của các bạn sẽ là 15 giờ 10 ở trên góc hình nhá, 15 giờ 10. Đó. Còn nếu các bạn muốn quay trở lại cái thời gian tự động, cái quay thời gian tự động mà các bạn bắt đầu ấy, các bạn chọn lại nhé, các bạn chọn đặt múi giờ tự động đấy, thì ngay lập tức nó sẽ chuyển về là 14:59, tức là chuẩn với cái thời gian thực tế mà các bạn đang sinh sống nhé. Rồi thì đó là cái cách chỉnh giờ ở trên iPhone. Hy vọng bạn nào chưa biết cách chỉnh giờ, các bạn có thể tham khảo cách này. Đó, đây là múi giờ tự động. Còn muốn cài đặt thủ công thì như mình vừa hướng dẫn nhé, các bạn có thể chọn theo một cái khung giờ mà các bạn mong muốn. Cảm ơn các bạn. Và nếu thấy video hay, đừng quên cho mình một like, đăng ký kênh và chia sẻ thật nhiều cho người thân, bạn bè được biết nhé.